Trong đời sống cộng đồng người Ba Na, lễ cưới có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của người Ba Na. Lễ cưới tiếng Ba Na gọi là Pokong, thường được tiến hành vào cuối năm, nghĩa là sau mùa thu hoạch trong tháng Khai Ninh Nong, tương đương với tháng 12 và tháng 1 dương lịch. Đó là lúc nông nhàn, thóc lúa đã đầy kho, trâu bò đầy chuồng và gà đầy sân. Ngày cưới bao giờ cũng là ngày giữa tháng, ngày trăng tròn, ngày được coi là tốt nhất để tiến hành công việc trọng đại. Đám cưới diễn ra trọn một ngày và là ngày hội của làng. Mục xét lết cũng thành vợ thành chồng. Đó. Mà phong tục bên Nam mình nó nhẹ nhàng. Mà dù khó khăn là phải có cái đội chiến chiên ấy. Dù bất cứ là cái gì là phải có bộ chiến chiên, phải đánh để cho nó vui, nó khỏe trong vòng con người mình nó nhẹ nhàng. Đấy. Dù dịp gì cũng thế, phải có bộ chiên chiên, có hát, có múa, có hát. Trong lễ cưới bắt buộc phải có một người mai mối. Ông mai mối đưa lời thề, nếu chàng trai bỏ cô gái hoặc ngược lại, sẽ phải đền một con trâu, một tạ lợn và 50 ché rượu. Sau nhiều thủ tục nghi thức truyền thống, già làng sẽ cho phép mọi người uống rượu, lấy sâu thịt ra, chia để cho mọi người cùng ăn. Tiếp đó là nghi thức tạt nước cho mát mẻ. Theo quan niệm của đồng bào, như vậy mới hạnh phúc bền lâu. Lễ cưới kết thúc trong âm thanh rộn ràng của cồng chiêng, lời ca tiếng hát, những điệu múa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc Ba Na. Tục cưới của đồng bào dân tộc Ba Na ngày nay vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống hiếm có, đồng thời thấm đậm tính nhân văn và tiến bộ của một đồng bào dân tộc ít người.